Xin chào quý vị và các bạn. Bắc Bộ vẫn đang có mưa rông do một rãnh áp thấp mới có trục Tây Bắc, Đông Nam vắt ngang qua khu vực. Sáng nay trời vẫn có mưa cục bộ, tuy nhiên trong chiều tối và đêm nay mưa rông còn xuất hiện nhiều hơn. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi. Tại thủ đô Hà Nội, nơi đây cũng chịu chung tác động là rãnh thấp Tây Bắc, Đông Nam nên trong đêm nay và ngày mai, ở đây tiếp tục có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực có gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ lúc này dao động trong khoảng 32 độ. Tối về đêm, nhiệt hạ thấp xuống mức chỉ từ 24 đến 26 độ, trời mát mẻ. Với miền Trung, rãnh thấp vẫn tác động chủ yếu đến khu vực phía Bắc của miền Trung, vùng từ Hà Tĩnh trở ra. Vì thế, ở các khu vực này trong chiều tối nay sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Còn trong ngày trời nắng gián đoạn nên nhiệt độ chỉ từ 31 đến 32 độ. Các tỉnh thành phố từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận mưa vài nơi, ngày trời nắng nhưng nhiệt độ cũng không cao, phổ biến từ 32 đến 34 độ và không có nơi nào xuất hiện nắng nóng. Tại thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng, nắng nóng cũng không còn xuất hiện. Nhiệt độ cao nhất cũng chỉ lên tới ngưỡng 33 độ. Thời tiết khá mát mẻ vào chiều tối và đêm khi nhiệt hạ về ngưỡng 24 độ. Bên cạnh đó, trên khu vực đã hơn 21 ngày không xuất hiện ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, nên quý vị cũng có thể tranh thủ thời gian để vệ sinh nhà cửa và khử khuẩn môi trường sống. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ ổn định. Chiều và tối, cả hai khu vực này có mưa rào và dông từ rải rác đến nhiều nơi. Cục bộ có một số tỉnh miền Tây có mưa to về chiều và tối. Nền nhiệt cao nhất lúc này ở Tây Nguyên là từ 29 đến 32 độ, còn tại Nam Bộ là 32 đến 34 độ. Mưa to về chiều tối sẽ khiến cho khả năng ùn tắc và ngập úng diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, người dân nên lưu ý việc lựa chọn cung đường và thời gian di chuyển cho hợp lý. Nhiệt độ ngày đêm trong khoảng 25 đến 32 độ. Không xảy ra nắng nóng. Bản tin thời tiết trưa ngày 11 tháng 6 sẽ khép lại với dự báo chi tiết các thành phố lớn trong đêm nay và ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.